Thưa quý vị, rãnh áp thấp ở phía Bắc sẽ dịch chuyển xuống phía Nam đi qua khu vực Bắc Bộ. Dưới tác động của rãnh áp thấp này, trong đêm nay và sáng ngày mai, khu vực miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đồng loạt có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm. Trong đó, ở khu vực các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, khu vực phía Nam của đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, khu vực Thanh Hóa và phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh sẽ là những vùng có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to. Nguy cơ xảy ra tình trạng lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ đều ở mức cao. Mưa giúp miền Bắc xua tan nắng nóng nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến ở mức 29 đến 33 độ. Với các tỉnh miền Trung, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh nhiệt độ ở ngưỡng 33 đến 34 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên, ngày mai vẫn xảy ra nắng nóng nhưng mức nhiệt không quá cao, phổ biến từ 35 đến 36 độ. Chỉ riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây có nhiệt độ cao hơn. Còn với khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ vẫn duy trì trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Xa hơn về phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn chịu tác động của gió Tây Nam yếu, vì thế trong đêm nay chỉ có mưa ở một vài nơi, chiều và tối mai có mưa rông diện rải rác. Trong ngày trời nắng ráo, nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh phía Nam ít thay đổi, khu vực Tây Nguyên nhiệt độ từ 30 đến 33 độ, còn ở Nam Bộ ngưỡng nhiệt từ 33 đến 35 độ. Trên biển, vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và rông rải rác. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa, gió Nam đến Tây Nam ở mức cấp 4 đến cấp 5, mưa rông vài nơi, thời tiết tốt.